Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Cộng đồng Xe Việt. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta như các bạn đã thấy ở phần tiêu đề, đó chính là với 500 triệu đồng thì các bạn sẽ lựa chọn dòng xe nào để kinh doanh dịch vụ ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên chúng ta cùng xem xét một chiếc xe chạy dịch vụ sẽ cần ưu tiên những yếu tố nào. Thứ nhất là giá cả phải hợp lý. Thứ hai, phụ tùng thay thế phải rẻ và dễ tìm kiếm. Thứ ba là động cơ phải tiết kiệm nhiên liệu. Thứ tư, ưu tiên những dòng có cốp để đổ nên chúng ta sẽ chỉ cân nhắc tới những dòng sedan. Và cuối cùng là các hệ thống an toàn được trang bị trên xe phải đảm bảo. Vậy với các tiêu chí đó, chúng tôi đã lựa ra được những dòng xe sau đây với mức giá 500 triệu đồng trên thị trường. Toyota Vios 1.5 số sàn, bản thấp nhất với giá bán 470 triệu đồng. Hyundai Accent 1.4 số sàn, bản thấp nhất với giá bán 426 triệu đồng. Nissan Sunny 1.5 số sàn với giá bán 448 triệu đồng. Kia Soluto số tự động với giá bán 455 triệu đồng. Mitsubishi Outrail số tự động bản cao cấp nhất với giá bán 460 triệu đồng. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng bàn luận về Toyota Vios 1.5 số sàn. Với bản thấp nhất là Toyota Vios 1.5 số sàn có giá bán niêm yết là 470 triệu đồng. Sau khi ra hết giấy tờ sẽ rơi vào mức từ 530 đến 550 triệu đồng. Là một lựa chọn của đa số mọi người hiện nay. Chứng minh cho việc đó là trong 3 tháng vừa qua, Vios vẫn dẫn đầu doanh số với 2.293 xe được bán ra. Vậy Vios mang tới cho chúng ta những ưu điểm và nhược điểm gì? Chúng ta hãy cùng nói về những ưu điểm trước tiên. Thì cái được mọi người lựa chọn đó chính là thương hiệu Toyota đã được khẳng định độ bền qua nhiều năm. Cùng với đó là động cơ dung tích 1.5 với công suất 107 mã lực nên xe vẫn khỏe nếu phải chở full tải. Với mức tiêu hao nhiên liệu là 5,8 lít trên 100 km ở điều kiện đường kết hợp. Dù phiên bản thấp nhất nhưng vẫn có các hệ thống an toàn chủ động như hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống khởi hành ngang dốc. Bên cạnh những ưu điểm đó thì Vios 1.5 số sàn cũng có các điểm hạn chế như sau. Các option bị cắt giảm khá nhiều như gương chiếu hậu ngoài không có đèn báo rẽ, chỉ có đồng hồ chính dạng analog. Tay lái không được tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh. Điều hòa còn là điều hòa chỉnh cơ và đặc biệt là không có camera lùi và cảm biến lùi. Tiếp theo chúng ta cùng bàn luận tới Hyundai Accent 1.4 số sàn. Có thể nói, Hyundai Accent 1.4 số sàn với giá niêm yết là 426 triệu đồng, giá lăn bánh rơi vào khoảng 470 đến 500 triệu, cũng là một sự lựa chọn rất đáng để quan tâm ở mức giá 500 triệu đồng. Vậy Hyundai Accent 1.5 số sàn có những lợi thế gì? Lợi thế thứ nhất mà Accent mang lại đó chính là về giá. Như đã nói ở trên, để Accent số sàn lăn bánh chỉ cần 470 đến 500 triệu, thấp hơn Vios tới 50 triệu đồng. Nhưng đánh đổi lại chúng ta sẽ mất những gì? Điều đầu tiên đó chính là động cơ Capa 1.4 lít cho công suất 100 mã lực, có mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,8 lít trên 100 km ở điều kiện kết hợp. Ở thông số này sẽ bằng Toyota Vios nhưng công suất sẽ nhỏ hơn. Tiếp theo là hệ thống an toàn chủ động thì xe chỉ được trang bị phanh ABS cùng với hệ thống kiểm soát lực kéo và đặc biệt hơn nữa khi Hyundai Accent chỉ được trang bị một túi khí thua kém khá nhiều so với 3 túi khí của Toyota Vios. Ngoài ra thì xe cũng có các đặc điểm giống với Toyota Vios đó là không có camera lùi và cảm biến lùi, điều hòa còn phải chỉnh cơ và chìa khóa cơ. Tiếp theo trên bàn cân của chúng ta ngày hôm nay đó là chiếc Nissan Sunny 1.5 số sàn. Nissan Sunny chắc hẳn không xa lạ với những người đang có ý định mua xe chạy dịch vụ vì dòng xe này đã được sử dụng quá phổ biến trong một số hãng taxi lớn hiện tại. Với giá lăn bánh dao động trong khoảng 490 đến 510 triệu cho bản thấp nhất, Nissan Sunny cũng đủ sức đứng vào bàn cân ngày hôm nay. Vậy với tầm giá đó, Nissan Sunny 1.5 số sàn sẽ mang lại cho chúng ta những gì? Đầu tiên, xe được trang bị động cơ xăng 1.5 lít cho công suất ngang ngửa với Hyundai Accent là 100 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu được hãng công bố là 5,79 lít trên 100 km ở đường hỗn hợp. Mặc dù là phiên bản thấp nhất, nhưng Nissan Sunny số sàn vẫn được trang bị camera lùi và cảm biến lùi, điều mà cả Toyota Vios và Hyundai Accent đều không có. Hơn nữa, xe cũng có kích thước rộng rãi hơn so với các xe cùng phân khúc. Về tính năng an toàn, Nissan Sunny được trang bị hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử và hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, và hơi đáng buồn khi Nissan Sunny chỉ trang bị 2 túi khí. Tiếp theo là Kia Soluto.
là dòng xe mới ra mắt của Kia nên Soluto hẳn còn khá lạ lẫm với người tiêu dùng Việt Nam. Điều đáng chú ý nhất của dòng xe này đó chính là giá thành rẻ nhất trong phân khúc hạng B. Với 500 triệu đồng thì quý vị đã rước về cho mình được một chiếc Soluto bản cao cấp nhất đã bao gồm hết các chi phí giấy tờ. Giá rẻ như vậy nhưng Soluto vẫn đảm bảo các cấu hình vừa phải, chứ không hẳn cắt giảm một cách cực đoan như các hãng xe khác. Với bản Soluto số tự động, quý khách có vô lăng trợ lực điện được tích hợp các nút bấm điều khiển, màn hình cảm ứng 7 inch, tuy nhiên hệ thống điều hòa vẫn là chỉnh tay và khởi động bằng chìa khóa cơ, điều tương tự xảy ra trên Toyota Vios. Về hệ thống an toàn, Kia Soluto được trang bị 2 túi khí và đồng thời cũng được trang bị cảm biến lùi và camera lùi. Phanh được trang bị hệ thống phanh ABS và hệ thống phân bố lực phanh điện tử. Chúng ta có thể thấy hệ thống an toàn của xe cũng tương tự như trên Nissan Sunny. Về động cơ, Kia Soluto được trang bị động cơ cấp 3 1.4 lít cho công suất cực đại 96 mã lực. Tuy có thua kém các đối thủ khác nhưng đây vẫn là động cơ không quá yếu. Mitsubishi Outrage. Với sự thay đổi mạnh mẽ khi áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal lên dòng Outrage 2020, Mitsubishi cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ trong cuộc chiến hạng B. Outrage 2020 được thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình, chiếc xe trông trở nên cứng cáp, mạnh mẽ và đẹp hơn rất nhiều so với những thế hệ đi trước, cũng như so với các xe đối thủ trong cùng phân khúc. Với mức giá lăn bánh 500 đến 520 triệu cho phiên bản cao cấp nhất, thực sự những gì Outrage mang lại đều hơn hẳn những xe khác trong cùng phân khúc. Outrage 2020 được trang bị các option như sau: gương được gập điện và chỉnh điện tích hợp đèn xi nhan báo rẽ trên gương, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, ghế da mới sang trọng và êm ái, vô lăng được bọc da và kết hợp với các nút bấm điều chỉnh âm lượng. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa tự động một vùng. Điểm nâng cấp đáng chú ý cho Outrage 2020 còn ở hệ thống giải trí với màn hình 7 inch kết nối Android Auto và Apple CarPlay với khả năng kết nối hai điện thoại cùng lúc. Một điểm nổi trội nữa là Outrage 2020 được trang bị chức năng ga tự động Cruise Control, điều mà trong cùng phân khúc các hãng xe khác không làm được. Về tính năng an toàn thì Outrage 2020 được trang bị 2 túi khí, xe được trang bị camera lùi nhưng không có cảm biến lùi, một điều hơi hụt hẫng trên Outrage 2020. Điểm yếu nhất trên Outrage 2020 có lẽ đó chính là động cơ, khi xe chỉ được trang bị động cơ 1.2 lít cho công suất cực đại 78 mã lực, nó tương đương với một chiếc xe hạng A mà thôi. Tuy nhiên với trọng lượng xe chỉ 950 kg, ít hơn các hãng khác 100 kg thì xe vẫn không quá yếu mà còn tiết kiệm nhiên liệu nhất ở phân khúc với chỉ 5,36 lít trên 100 km. Vậy với 5 chiếc xe chúng tôi vừa nêu ở trên thì các bạn chọn cho mình chiếc xe nào trong khoảng giá 500 triệu đồng? Hãy cùng để lại chiếc xe mà bạn chọn ở phần comment để cho chúng tôi và mọi người cùng biết quan điểm của bạn nhé. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe để tham gia ngay vào cộng đồng xe Việt và nhận được những thông tin mới nhất từ thị trường xe Việt Nam nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.